Ở loại đầu tiên thì chúng ta sẽ tính giới hạn của hàm số khi x tiến tới x0 và giá trị của hàm số tại điểm cần xét điểm x0. Nếu chúng bằng nhau, kết luận hàm số liên tục tại x0. Còn tính liên tục với loại số 2 thì ta sẽ tính hai giới hạn x tiến tới x0 trừ và x0 cộng của f(x) và so sánh với giá trị của hàm số tại điểm x0. Nếu chúng bằng nhau thì hàm số liên tục. Và cũng với hai loại tương tự chúng ta sẽ có hàm số liên tục trên miền, trên khoảng, nửa khoảng hay đoạn. Thầy có ví dụ số 3 như sau. Bằng 3 trừ căn của 9 chữ x trên x khi mà không nhỏ hơn x nhỏ hơn 9 và bằng m khi mà x bằng 0. Các em tìm m để hàm số này liên tục ở trên nửa khoảng từ 0 cho đến 9. Ở ví dụ 3 ta xét ở trên miền D là nửa khoảng từ 0 cho đến 9. Trong đó khoảng từ 0 đến 9, từ 0 đến 9 thì hàm số này luôn liên tục. fx luôn bằng 3 trừ căn của 9 trừ x trên x. Cho nên để liên tục ở trên miền D, ta chỉ cần xét tính liên tục của hàm số tại điểm x bằng 0 nữa là ví dụ 3 của chúng ta đã hoàn thành. Như vậy, từ bài toán xét tính liên tục ở trên miền, ta đã quy về bài toán xét tính liên tục tại điểm. Kem tính cho thầy giới hạn và giá trị của hàm số tại điểm đó. Tuy nhiên chú ý một chút, ở đây ta sẽ chỉ lấy ở bên phải của không, do đó x sẽ tiến tới không cộng thay vì là giá trị không như bình thường. Các em tính cho thầy giới hạn F0 thì sẽ bằng m. Còn giới hạn này các em tính cho thầy kết quả sẽ như thế nào nhé. Fx khi đó thay bởi 3 trừ căn 9 trừ x trên x để xử lý căn này. Thầy gợi ý các em sẽ nhân liên hợp. Nhân cả tử và mẫu với lượng liên hợp 3 cộng căn của 9 chữ x. Ta sẽ có tử số là 9 chữ đi 9 và cộng với x. Và mẫu số như thế này. Như vậy tử số có x, mẫu số có x tiếp tục ta rút gọn. Thì giới hạn sẽ trở thành lim của x tiến từ 0 cộng của 1 trên 3 cộng căn 9 chữ x. Tới đây kèm có thể thay x bằng 0 và chúng ta có kết quả 1 trên 3 cộng 3 và bằng 1 phần 6. Như vậy ta đã tính xong được giới hạn cũng như giá trị của hàm số tại điểm x bằng 0. Để mà hàm số liên tục tại điểm x bằng 0, giới hạn và giá trị này sẽ phải bằng nhau, có nghĩa là m bằng 1 phần 6. Đáp số của ví dụ 3 là m bằng 1 phần 6. Và cũng là nội dung cuối cùng trong bài học chúng ta ngày hôm nay thầy cảm ơn sự theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm vn nhé